Thế là ai anh phải có alo. A, B, C, L. Bắt đầu chuyển sang giai đoạn bốc bảng nhé. Bảng A bằng bảng B. Đúng rồi. Bình công an bảng C. Nhưng mà đợi để anh Bình anh cập nhật. Nguyên văn là này, nguyên văn là đúng không? Anh phải nhắn lên. Nhưng mà phải bốc bảng. Nó cập nhật được. Nhưng mà bốc bảng. Bảng C. Bốc chứ, bốc chứ, bốc chứ. Không, không cần bốc bởi vì ABC là lúc đầu. ABC tự nhiên này. Cái bảng nó lại thành mạnh. Không, không mỗi người đứng đầu một bảng mà. À, bảng. Ừ, được rồi. À, ok, ok. Rồi, đồng ý. Thế thôi. Ông nào đứng trước rồi. Thống nhất bảng đi. Rồi, để nhắn đó. Vĩnh bảng A này. Vĩnh A. Vĩnh A. Vĩnh Tú A. Có được rồi, cần một người thôi. Bằng B này. Bằng B và Bình C. Bình công an. Có rồi, để em nhắn. Đấy. Là xong, bây giờ là đi. Để mẹ cứ keng keng keng. Sẽ tiếp tục là cái từ cái ông thứ tư ấy thì ông sẽ vào bảng nào cái là xong mà. Ờ xong rồi, anh em cho số điện thoại để join vào nhóm nhá. Bình công an bảng C xong để rồi này. Để nhóm này để... Xong rồi rồi anh nhắn rồi. Rồi xong rồi. Bắt đầu là đến đội thứ nhất là 1 2 3 rồi bắt đầu 12 là 1 4 3 3 4 người. 4 4 bây giờ có 4 là cường phong này. Thứ 3 nữa là đủ. 3 4. Nữa một bảng là đủ thì đúng rồi. Chỉ bốc hai bảng còn lại thôi, hiểu không? Rất đơn giản thôi, có gì đâu. Bắt đầu là đến ông thứ tư. Thứ tư là Cường Phong này, Quân Bình Chủ tịch này, rồi. Vương Bình Gỗ này. Đúng đúng. Thích Công An Bình Máy Tính đúng, và đúng. Huệ Lân. Bốn ông đấy là bốn ông đấy. Là đúng không? Là không, 1 2 3 4 5 6. Anh Huệ là sau cơ. Ôi Vinh à, Vinh nhiều. Sớm anh phải xem cái thì cái... bây giờ nhá, để anh nói này là từ đội 4 đến đội 8. À. Là phải hai mỗi rồi, đội à, ừ. Mỗi rồi. Bảng là ba bốn đội rồi. Mà bây giờ cứ bảng nào đủ bốn đội là dừng lại thì, còn lại đúng rồi vẫn thế thôi thì bây giờ đúng là rồi. Không phải bốc là lần lượt từ 4 đến 8 rồi là bốc hai đội vào từng bảng rồi em rồi. Hiểu chưa em hiểu rồi xong còn lại cuối cùng là bốc okay, là okay. Đội rồi. Cuối cùng rồi bây giờ đội đầu tiên sau ba ông đầu ấy sau là sau ba ông đầu nhá, đội 4 là bằng với Khương Cường. Thì hiểu nhau như hình với bóng ấy. Cường Phong là nó đứng bây giờ Cường Phong để Cường bốc. Phong nhá, bây giờ bốc Cường Phong nhá. Cường Phong. Cường Phong sẽ vào bảng nào nhá? Bảng nào? Đây Cường Phong nhá. Bảng ABC ở đây. Anh thì anh bốc luôn rồi nhá. Anh bốc luôn. Cường Phong luôn à. Được bốc này ở đây trên này đây. Bảng C. Cường Phong vào Cường bảng C. Cường Phong là vào bảng C nhá. Rồi. Em ghi luôn. Cường Phong ghi luôn C. Cường Phong. Đấy. Cái đôi này như không có lưới ấy, đúng không? À. Không không, không phải. Đôi này nó có lưới. Cường Phong lưới tốt. Không. Không có lưới là lấy Quang mới thuận. Yên tâm. 246 cứ ra ngập tí là biết ngay rồi. Tuân, bây giờ là Tuân Bình Chủ tịch. Tuân Bình Chủ tịch. Tuân Bình Chủ tịch nhá. Nhắn vào đây luôn không? Có, anh Huệ nhắn rồi. Em nhắn rồi, em đang làm rồi. Tuân Bình Chủ tịch. Huệ thư ký. Anh mỏi tay quá. Bảng C. Cũng bảng C. Ừ. Tuân Bình Chủ tịch cũng bảng C. Rồi. À, anh giết thằng nào đấy? Lát nữa hai đối thủ với nhau. Coi giống như kẻ thù luôn. Đáp bù mình. Bảng C đi bên nó còn sập hầm nó còn bẹo. Không tục. Ôi, thằng Tuân kia nó nhanh lắm nó vồ gì. Ôi rồi luôn. Nó vồ tất. Bóng nào nó vồ. Hai đội A ở cái đội kia em bỏ C. Anh em mình phải tính toán ngay bây giờ. Em cứ chế ý được bóng của anh em vui rồi. Phải khắc chế nhau nhé. Phải khắc chế em ngay từ bây giờ. Bảng C ra. Đang bốc là cùng hạng mà. À, ừ, thế à. Chuyên ơi, chuyên quay cái đôi địch em thủ hiểu ý rồi. Vừa quay rồi. Gặp nhau luôn ngay. Vừa quay rồi, vừa quay rồi. Có mỗi một Tuân đây. Bây giờ này. Có cái thằng Tuân đi. Thiếu bắt đi. Thiếu bắt đi. Có thế còn cái đôi mà Cường Phong kia. Cường Phong vào bảng C. Bỏ C à. Cường Phong vào C. Cường với Phong vào bảng C. Không nhưng mà đôi đây đánh thế nào? À, một đây phải ra sân mới biết rồi. Phức tạp lắm. Em cứ ra sân. Em làm tí. Đường bóng là không có gì lạ so với đường Quân bóng của em đâu. Bây giờ là Vương Bình Gỗ. Em thì hỏi Vương Thành Bình nó biết. B. Không, B. B. Chỉ bốc bảng thôi chứ B. Chỉ bốc bảng. A, B, C mà. A hoặc B mà. B. Vương Bình Gỗ. B. Vương Bình Gỗ B. Ừ. Để nhắn đó. Vương Bình Gỗ B. Đấy rồi. Đấy rồi, hàng ra rồi. Ui, mẹ lại chơi con cá rô, mẹ rán giòn như này. Lại chơi tiếp, mẹ mày không? Đều trai. Hôm nay đi mẹ bốc bạc này. Hát đéo thì hôm nay là dựng dạp. Em ra em. Ăn phải sang tí. Cho anh phát mắm gừng nhá. Hôm nay dựng dạp. Bốc thăm chưa bảo, nó to lắm. Ôi, cái này to lắm. Vương Bình Gỗ rồi. Anh bảo có con cá thôi, bây giờ. Anh em nhá, thông cảm nhá. Thích công an, Bình Máy Tính. Anh em thông cảm là vẫn là đây. Thông cảm nhá. Ban tổ chức rất mệt rất vất vả đúng không? Cứ để anh điều khiển. Thế thôi, ăn sang thế. Bốc rồi chúng ta. Mẹ tiền lấy của quý của cái. Thích công an Bình Máy Tính là tiền của anh em. Anh Thịnh này với lại Bình Máy Tính. Thích công
Loan. Thịnh đây, Thịnh đây. Thịnh đây, Thịnh đây. Chuyên nghiệp đây. Đây, vào bình máy tính. Tí nữa quay, tí nữa bọn nó biết. Bảng B. Bảng B. Rồi còn lại là dài đâu. Còn lại là nó dài cũng ác liệt rồi. Bóng thì dài. Tôi để anh nhắn. Mà nó lại không lưới. Bình máy tính nhá. À Thịnh là gặp bình máy tính, bình máy tính nó đoạt tốt lắm. Nhưng mà lưới nó hơi kém, lưới nó không chơi. Lưới nó thì kiểu như là để nên ông lại phải quay nên ông phải chơi bài này, bài dùng máy hết. Lại phải lưới thôi. Còn lại là Huệ Lân với Chuyên Hiếu là bảng A. À ác liệt nhỉ. Anh em mình phải chuyến thật ác đấy Hiếu nhỉ. Xong là Huệ nhắn tin là ba bảng lấy chưa anh chưa xong còn một nữa còn nhất đầu bảng để vào đội thứ nhì có thành tích tốt nhất để vào đá ban thế thì đúng rồi thế thôi rồi bây giờ tiếp tục ABC nào ABC còn ba đội cuối cùng giống như đề xuất đấy hả bây giờ anh Khương giống như đề xuất đấy hả lấy ba đội nhất và một đội nhì thôi thế thôi Thuận Quang Thuận Quang sớm và vì ông ít nhất được ba trận rồi đúng rồi thế thì tí nữa này lại phải cân đối về như thế nào là đội nhì xuất sắc Thuận Quang nào tính cái điểm gì chuyện này số điểm ba hiệu số và giải đúng không rồi để bốc bảng xong đó Thuận Quang nào Thuận Quang anh Khương bốc đi anh Khương bốc nào Thuận Quang nhá anh Quang xem vào bảng nào rồi tất cả phải tuân theo Thuận Quang bảng B Thuận Quang bảng B để xanh chín đấy tất cả phải tuân theo ý kiến của ban tổ chức đúng không giải đấu là phải ban tổ chức bảng bảng cái gì nhở cá nhân đây là nòng cốt của bảng B phải ăn thêm đĩa cá để biết được vẫn đã bỏ B rồi bây giờ còn lại em Thuận Quang xong bây giờ Thành Thuần nào, đây, anh bốc đi. Tôi để cho Hiếu bắt anh vừa bắt rồi, cho Hiếu bốc cái. Lúc này rồi bảo. Ghét thì vẻ nó ghét rồi nhìn nó xóa điện thoại. Thành Quân bảng C. Thành Quân bảng C. Lúc này thì đã nó xóa số điện thoại rồi, chết tưởng cái đấy rồi. Anh em mình lại nhìn thấy đối thủ rồi. Này có cái này chấm nó bấm nguyên chất. Em ơi, Huệ Lân là cùng bảng với anh em mình như Hiếu ơi. Không cần phải làm, mình cứ đập thôi. Và ông tiếp theo sẽ là bảng B là cùng bảng C. Việt Phương bảng C. Và Thành ra bảng C đúng không? Quần Phong. À đâu? Bảng B. Bảng A. Cuồng Việt Phương bảng A. Việt Phương bảng A. Rồi mẹ bảng A của mình bảng tử thần mẹ. Đấy. Ê có cả tôi với ông à? Sẽ có bảng tử thần nhỉ? Việt Phương. Ở Huệ Lân. Chuyên với Hiếu. Còn bảng A có ai nhỉ? A trên là ai? Bảng B này. Hả? Bảng của anh là bảng gì nhỉ? Đây, bây giờ em đọc lại nhá. Như vậy đọc lại này. Thôi. Ở đây bọn tôi là xác định được đôi gặp nhau. Rồi em sẽ bảng đây, bảng A là gồm là quay đây để anh bảng Linh đập Vĩnh này. Đấy, đối thủ của anh. Bảng A là Vĩnh. Nhá, bây giờ là để đập Thành Phát Chiến Hiếu. Và Việt Phương. Ôi trời ơi, chết rồi. Bảng tử thần luôn mà. Ông Vĩnh ông người cố gắng gạch một xuất rồi. Bảng B là giữ sức khỏe. Bằng Đại giữ sức khỏe nhá. Ông là về đây Vương chiến luôn. Bình Gỗ. Sao lại Bằng Đại? Bằng Khương. À Bằng Khương. Vương Bình Gỗ. Vương Bình Gỗ. Thịnh Công An bình máy tính và mình Mất Quang. Mất Quang. Rồi, bảng C. Còn lại là bảng C. Còn lại bảng C. Đơn giản như thế thôi mà. Rồi. Bốc thế chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Anh đưa ra đúng. Coi là xong hết rồi. Xong hết rồi. Xong hết nhá. Bây giờ chỉ có thể đối thủ thế là không được đâu nhá. Nhìn những đội còn lại vào cái bảng nào anh nhận. Cái bảng này anh nhận hết đầy đủ. Trên xong bảng rồi. Online rồi, nhắn online rồi. Không, em ghi đủ 12 đội vào ba bảng rồi. Mỗi bảng một đội rồi. Thôi nhá, xong này, không này nói tiếp qua đi là sẽ lấy kế hoạch trả lời như thế. Bây giờ bắt đầu mới bàn đến là vào vòng trong. Không, bây giờ nói luôn để họp luôn này. Họp luôn này. Xong rồi tính là nhắn sau. Nhắn sau. Xong vòng bảng. 40 anh tập trung ở đây đang 40 vàng. Tôi để nhắn 40 50. Để em nhắn. Ok không quay nữa. Không quay nữa. Ok thôi bỏ đi không quay nữa. Nhắn thôi.